Em xin chào tất cả các bác nhá. Hôm nay trong cái phiên bán hàng ngày hôm nay thì sẽ giới thiệu cho anh em những cái mặt hàng khá đặc biệt đấy các bác ạ. Đấy, trước mặt anh em đang xem thì đây là một giò kiều trắng trắng thái đột biến nhá các bác nhá, trắng thái rất đẹp. Đấy, đang có hoa. Đây cả nhà nhìn này. À, khi ra hoa thì cái chuỗi bông nó khá dài và nó dày bông các anh chị ạ, dày bông. Đấy. Cũng đâu có thua kém gì hàng rừng nhiều đâu. Đấy. Đây cánh nó khá dày Và độ sáng của nó là cũng cũng Nói chung là tương đương nhau Nó tương đương Nhưng mà dĩ nhiên thì mỗi cái nó có cái giá trị của nó Đấy Thì em có một cái giò Kiều trắng thái To giò khủng như thế này Đấy đây nha Nãy em đếm là tổng cộng là 15 thân 15 thân Hiện tại bây giờ có mấy bông hoa đang Đang bói á Đấy được hai bông hoa đang bói Và đã bón phân à, Có nhiều lần <laughs> Nên là cái cái bông này nó 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 gọi là nở bói này cả nhà này. Đấy, phía bên này những cái thân to khỏe như này đang nhú này, đang nhú này, đang nhú, này, đang nhú nụ tiếp này. Chơi lai rai cả nhà. Thì cái giò này nhá, giò này em bán 2 triệu nhá, hai triệu cho giò to đùng à? 2 triệu. Đấy, đây anh em xem này. Trồng vào trong cái chậu to này, về cứ thế anh em treo lên. Treo lên rồi anh em uh, uh, chờ chơi hoa thôi. Đấy. Uh, cái loại uh, trắng thái này thì em cũng có những cái đơn uh, rất đẹp rẻ tiền cho anh em sưu tầm đây cái này à, em lên đơn đầu tiên này cái này hôm trước em mới nhổ em trồng ở trong chậu á à, thì cách đây khoảng tháng thì lấy nó ra khá đẹp này anh chị này đấy một chậu như thế này bán với giá là 350 trăm nghìn ba trăm năm nghìn để anh em mua về làm giống nó chuẩn cây các bạn nó nó chuẩn bông như thế này để anh em mình cứ thấy chăm sóc dần dần thôi đấy ba trăm năm nghìn cho mã số 100 trăm nhá anh chị nhá mã số 100 trăm đấy À, cũng à, trắng thái như thế này Mặt bông như thế này Nhưng mua hàng nhà em thì bảo hành à, tuyệt đối nha các bác nhé Không à, sai sót được đâu Đấy, thì, à, 19h30 Thì anh em nếu muốn mua hàng trực tiếp Thì anh em cứ vào kênh youtube Lan Đường Lâm Đồng để anh em sưu tầm Đấy, Bác nào chưa đăng ký kênh Cho em xin à, à, Một nút đăng ký nhá à, Lên tiếp mã số tiếp theo này Mã số 85 Nó cũng là kiểu trắng thái này Đấy, Cây đẹp không Đây Mã số 85, 350.000 cả nhà nha 350.000 Vậy là rất đẹp như thế này này Về cứ đặt vào chậu cho thêm vỏ thông vào cho em Đấy Đây Mã số 85, 350.000 Rồi em lên tiếp Lên tiếp một đơn này nữa này Đơn này thì nó nhiều thân hơn này Nhiều thân hơn Cũng mã số 10 nhá Mã số 10 cả nhà nhìn nào Xung xê này Em nói trong một năm nữa thì nó nó to ngang như cái giỏ này này cả nhà này Cái này cũng 350.000 luôn này cả nhà này Đấy Mã số 10 nhá 350.000 Rồi Có một cái đơn hàng rất đặc biệt Để giới thiệu anh em Đây Cũng là kiều trắng Nhưng mà chắc là cũng nhiều anh em biết là Lan rừng Lâm Đồng bán rất nhiều cái hàng này rồi Thì em giới thiệu anh em Đây là một giò kiều trắng rừng Hàng đột biến Hàng rừng Đấy Thì để anh em so sánh Để anh em nhận biết Bảo là Lúc bán hàng rừng Lúc bán hàng thái Thì anh em nhìn là anh em sẽ phân biệt được nhá Cái lá của cái Hàng, hàng 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 thái này có vẻ nó mỏng hơn ừ. còn hàng rừng thì nó dày hơn và anh em nhìn cái thân nó cũng khác nhau hoàn toàn đây để em so sánh hai thân này thân cho các bác xem này Đấy. này tự anh em mình biết được rồi à, và màu hoa của cái thằng rừng thì nó mỏng hơn một tí mỏng hơn thái tí nhá và độ sáng nó tương đương Đấy. tuy nhiên rất nhiều anh em lại chỉ thích hàng rừng thôi thì em còn duy nhất một đơn hàng rừng như thế này này còn duy nhất một đơn hàng rừng rất đẹp Ấm chậu nha Cái này hôm trước em có 9 giờ thì cũng đã chia sẻ cho anh em rồi Thì bây giờ còn duy nhất uh, trong uh, trong vườn còn có đơn như thế này thôi Đấy, Bán một triệu rưỡi cho một chậu này cả nhà nha Đấy, một triệu rưỡi Bác nào mà thích uh, sưu tầm hàng, là hàng, hàng 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 thủy tiên sáng rừng á, đột biến á, Thì một triệu rưỡi cho mã số 18 Số điện thoại có trên cả nhà nha Số điện thoại có trên anh em cứ gọi điện đặt hàng Đấy. Ngoài cái uh, kiều um, trắng này ra thì uh, vườn em còn rất nhiều những cái chậu kiều mỡ gà mà đang chuẩn bị nụ để chơi Tết cả nhà. Toàn những cái chậu đẹp thôi. Thì bán đồng giá với giá là 230 nghìn. Đấy. Lá uh, kiều kiều uh, mỡ gà này nó dày lắm cả nhà. 230 nghìn là anh em sở hữu một chậu rất đẹp để chơi Tết nhá. Rồi uh, năm tới chăm sóc nó lại thành một cái chậu, to to đùng ạ. Ừ. Thì bác nào có nhu cầu cứ gọi điện cho em. Đấy. Còn 19 giờ 30 thì nhà em bán nhiều hàng lắm Nói chung quay một vòng cho anh em xem Hàng thì toàn cái hàng mà hiện tại bây giờ là anh em đang có nhu cầu Đấy, cát nhé Đây, và đặc biệt giai đoạn này có bạch ngọc đang có nụ rất đẹp Đấy, đang nụ rất đẹp Rồi đây, có một ít cây đang có nụ này Đây là màu vàng mà đang đang rất sốt trong giai đoạn gần đây này Đó là đờ like các bác nhé Đây là một bông vàng, vàng có thương hiệu Hoa rất thơm à, hoa rất thơm lâu tàn hàng cát thì em thì toàn bán cái loại cát mà cắt cát đài cả nhà rồi rồi nó có tiếp một cái em tím hồng này nữa này đây là bông mới của năm nay này tím hồng này Đấy. cả nhà nhìn cái lưỡi của nó ấn tượng không Đấy, cánh này nha nói chung là dòng cát của đài thì à, anh em chơi cát thì đều biết rồi Đấy. có rất nhiều bây giờ đang nụ hết rồi Đấy. À, bác nào có nhu cầu thì cứ gọi điện cho em à, 19 giờ 30 anh em cứ vào kênh youtube lan rừng lâm đồng để anh em à, sưu tầm à, rất nhiều những cái mặt bông à, lan đẹp nhé cả nhà nhé đấy